Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Lâm Sung Vlog. Hiện tại tôi đang dã con bot ở chương 1 chapter 3 hiệp 10 của sự kiện game Sades anh em nhé. Có thể nói con bot này là dễ đánh nhất trong 3 con bot anh em nhé. Tôi đánh lại lần 2 để kiếm đồ xanh lục anh em ạ. Đấy, anh em nhìn này, hàng và dáng điếm cao ngon này. Anh em tránh ra, điếm ngon để tôi phang. Đấy, anh em nhìn này, tóc dài suôn mượt này. Ui, nhật hàng. Thôi không nhiều lời nữa, muốn quá rồi anh em ạ. Vật vã quá rồi, chúng ta cùng vào nhá. Vậy thôi, mày hết cơ hội rồi con. Nằm xuống, mày hết cơ hội rồi con. Anh em xem đây này, xem tôi chơi đây này, xem tôi chơi đây này. Mày hết cơ hội rồi con. Nằm xuống. Chết rồi à. Tôi đã phang xong điếm ngon anh em ạ. Anh em thấy nào, giao đấu rất mãn nhãn anh em nhá. Thôi anh em ạ, hôm nay đến đây thôi. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Tôi vẫn luôn ghi lại những diễn biến dã bốt cho anh em xem. Bye bye anh em nhá.